Vâng. Vâng. Thế là mình cháu thì hay mắc cái bệnh ngân vô tội vạ. Ngân vô tội vạ thật. Bởi vì là câu nào cháu cũng ngân là cứ ngắt chữ là cháu ngân luôn. Vâng. Nhưng mà không nên như thế. Vâng. Mà mình đọc giống như là phát thanh viên, tức là nó bao giờ nó cũng phải có cái dấu ngoặc cái này, chữ nào liền vào với chữ nào là nó có cái này này. Vâng. Đấy, vâng. Nhé. Vâng. Thí dụ như là những cái câu vần nãy này. Cô quên mất rồi, mình cháu đọc chữ giờ rồi. Tức là câu nào cần hai chữ liền nhau thì cháu cho liền. Vâng. Còn câu nào không cần thì cháu cho rời ra. Vâng. Đấy, cháu vâng. nghiên cứu như là đừng có chập cái kiểu chữ này. Vâng. Vâng. Chống chàng thành vâng. thì chống chàng thành. Vâng. Chứ không phải là chống chàng rồi mới vâng. thành. Vâng. Vâng. Đó. Nó đi theo cái nghĩa của cái cụm theo nghĩa từ. Của nó. Chống chàng thành chứ đừng có chống chàng thành được không được. Vâng. Nhé. Vâng. Tức là phải cho cái chữ nào nó cần liền nhau thì cho liền nhau. Vâng. Còn chữ nào mà của nó rời thì rời. Vâng. Chứ đừng có chống chàng. Vâng. Nhé. Vâng. Đấy, đại đề là như vậy. Vâng. Không phải chống chàng thành, tức là chống chàng thành. Vâng. Chứ không phải là chống chàng thành. Vâng. Phải không? Vâng. Chống chàng thành lung lay bóng nguyệt. Nhé. Lung lay phải liền nhau chứ cái vâng. nó lung lay bóng thì không được vâng. nhé. Vâng. À. Trong chàng thành lung lay bóng nguyệt đấy chứ mà cháu hiểu rồi gì tức là không nên là đọc lung lay lung xong lại lay bóng nguyệt thì riêng phải không? Lay bóng là không cần phải liền nhau mà lung lay mới là gần nhau à. Hỏi Cam Tuyền mà miệt thức bay chín lần gươm bầu trao tay nửa đêm truyền hình định ngày xuất trình nước thanh bình 300 năm thanh bình không phải hư nước thanh bình 300 năm cũ áo nhung trao quan vũ từ đây xứ trời lại thành bồng mạc rồi xứ trời sớm dục đường mây phép công là trọng niềm tây xa nào đường gióng ruồi lưng đeo cung tiễn buổi tiễn đưa lòng biết thế noa bóng cờ tiếng trống cháu lên gạo cũng được đấy bóng cờ tiếng trống xa xa bóng cờ mình thỉnh thoảng phải lên giọng bóng cờ tiếng trống xa lên giọng như thế rồi sầu lên ngọn hải oan ra cửa phòng tại vì cháu cứ sợ là bị nhầm sang ngay sang bồng mạc hoặc là sa mạc bóng cờ tiếng lại thành bồng mạc mất rồi bóng cờ giờ cháu phải ngâm câu trước rồi câu sau cháu mới nói gì thì vào buổi tiễn đưa lòng biển thê noa bóng cờ tiếng trống xa sầu lên ngọn hải oan ra cửa phòng cái này mà chênh một tí là thành bồng mạng luôn đúng không? Thì không vững vàng thì đánh vâng. chạy theo luôn vâng vâng chàng tuổi trẻ không phải hư cái chỗ đó chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
xếp bút nghiêng theo việc đạo cung. Thanh liên móng tiên bệ rồng thượng gương đã quyết chẳng dòng giặc trời. Chỉ làm trái, chỉ làm trái, đừng có chỉ làm trái, chỉ làm trái, dặm nghìn giá ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng bao. Giá nhà đeo bức, giá nhà, đừng có giá nhà, giã nhà, giã nhà đeo bức chiến bài, giã nhà chứ đừng có giã nhà, giã giã nhà là không được. Giã nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vĩ ào ào, gió thu ngòi đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu có mọc. Ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu có mọc. Còn non, non. Cháu nhớ là bà không bao giờ chập chữ. Vâng. Ngoài đầu cầu bao giờ cũng là với liền nhau. Vâng. Vâng. Ngoài đầu cầu, ngoài đầu cầu nước trong, đường bên cầu có một con nào. Đường bên cầu, cháu đừng có chập. Vâng. Cái chữ đầu. Đầu tiên là nếu không thì mình có thể ngâm, kết hợp ngâm cái kiểu cổ này với lại cái bồng mạc cũng được ạ. Cho nó hình tráng hơn ạ. Thì cháu tùy cháu sử dụng và đi chậm, chứ cháu đừng có cứ lẫn lộn thôi. Chứ mình nắm được cái non... Đưa trang, đây lại thành bồng mạc rồi. Đưa, tại vì lên một tí, một tông tí là thành bồng mạc rồi. Đưa chàng lòng. Cháu định ngâm bồng mạc cái gì? Cháu không, hay là không thì cháu ngâm bình thường. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn. Vâng. Ngựa khôn đường thủy cái gì? Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Bộ khôn bằng thủy khôn bằng thuyền. Bằng thuyền. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, ngựa khôn bộ khôn bằng ngựa, đồng ngựa thủy khôn bằng thuyền, khôn bằng thuyền. Nước có chảy lòng phiền khôn ngựa, có thơm mà giá chẳng quấy. Nhú rồi nhú lại cầm tay, bước đi một bước dây dây lại dừng. Lái sang sa mạc lại không lại dừng thì là thơ mới, mà bước đi một bước dây dây lại là sa mạc. Bước đi một bước, bước đi một bước, bước dây dây lại dừng. Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi, dạ chàng xa tìm cõi thiên san. Múa gươm rượu tiễn chưa tàn, thành bồng mạc quá vậy. Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hàng bèo săn lâu lan rằng theo giới từ tới man khê bàn sử phục ba áo chàng đó tựa dáng phan ngựa chàng sắc trắng như là thạch lại thành ý mới rồi.